duyên này. Và bên em test thử từ chiếc một rất là kỹ thôi nha, không có ảo đâu. Và em thử con 203A. Và con 203 này cũng là của bác khách này, của chủ nhân này, đẹp kính quang luôn, hàng tuyển chọn, đẹp mỹ mãn nha các bác nha. Đấy, em test rất là kỹ rồi, tất cả các chế độ đều hoạt động, mic thứ đều ok hết các bác nha. Và cảm ơn các bác đã quan tâm và ủng hộ rất nhiều sản phẩm hàng bãi điện 110 rồi để 220 có mặt tại Ngọc Quang. Các bác có nhu cầu hãy liên hệ với em theo những số máy quen thuộc. Cảm ơn các bác một lần nữa. Xin trân trọng.